Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gỡ Zalo bị theo dõi Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á Thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Zalo nha Rồi khi các bạn đã vào ứng dụng Zalo rồi Bước tiếp theo các bạn bấm vào cái biểu tượng hình đầu người này Cá nhân này Ở góc dưới bên phải hình chỗ đây Rồi sau đó các bạn bấm vào cái biểu tượng hình bánh răng Ở góc trên bên phải màn hình nha Các bạn bấm vào một cái rồi sau đó các bạn bấm vào tài khoản và bảo mật. Rồi bước nào các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào thiết bị đăng nhập. Rồi ở đây thì các bạn chú ý vào cái mục là thiết bị khác đăng đăng nhập nè. Chính là cái thiết bị có thể theo dõi mình được. Có thể xem được cái tin nhắn của mình ở trên Zalo nha. Nên bây giờ các bạn bấm vào cái mục ba chấm ở đây. Rồi sau đó các bạn bấm vào đăng xuất thiết bị này nha. Ngoài ra các bạn cũng có thể xem thời gian đăng nhập này. Phương thức là bằng mã QR này, hoạt động lần cuối địa điểm và chỉ IP này. Đó các bạn có thể xem được nha. Thì tốt nhất các bạn nên đăng xuất thiết bị này để cho Zalo của mình không bị theo dõi nha. Các bạn bấm vào đăng xuất. Rồi các bạn bấm vào đăng xuất này. Rồi vậy là mình đã gỡ Zalo bị theo dõi thành công. Bây giờ thì Zalo của mình chỉ đăng nhập trên thiết bị này thôi, là Samsung Galaxy S23 này chính là cái máy này nha. Còn những cái máy dưới đây là đã đăng xuất rồi. Ngoài ra các bạn có thể bấm vào xem tất cả thiết bị đã đăng xuất này. Đây là những thiết bị đã đăng xuất rồi nha. Đó. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách gỡ Zalo bị theo dõi. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.